Người người đổ đi mua sắm Tết, trong khi một số công trường xây dựng lại mở rộng rào chắn, khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội trong những ngày này thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng, bất kể thời gian. Có lẽ đây cũng là thời điểm mà người tham gia giao thông sợ đi ra đường nhất, bởi chỗ nào cũng thấy khói xe, chen chúc và ùn tắc. Những ngày cận Tết, người dân đi mua sắm đông nên lượng phương tiện có thời điểm tăng cao đến 200%. Nhiều tuyến phố trước đây ít xảy ra ùn tắc như đường Kim Liên mới, xã Đàn hiện cũng rơi vào tình trạng đông nghẹt. Nếu như trước đây cảnh ùn tắc chỉ xảy ra vào giờ cao điểm, thì những ngày giáp Tết Nguyên đán, cảnh tắc đường tái diễn thường xuyên, bất kể lúc nào, khiến người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Xung đột giao thông liên tiếp xảy ra tại nhiều tuyến đường. Nghiêm trọng hơn là trên các tuyến có công trình đang thi công như Nguyễn Trãi, Chủ Trinh, Cầu Giấy, hay trên những tuyến đường có triệu hoa như Nghi Tảm, Thụy Khuê, Bưởi. Vào giờ cao điểm, giao thông gần như tê liệt, ùn tắc kéo dài hàng giờ, các phương tiện chôn chân trên đường, mặc dù có cả cảnh sát giao thông phân luồng từ xa. Lưu thông trong phố cổ những ngày này cũng là cả một vấn đề, khi đường phố nhỏ hẹp, người đi mua sắm tại đây lại không ngừng tăng lên vào những ngày cuối năm. Hà Nội hiện đang có 27 công trình với 57 điểm rào chắn và một bộ phận người dân thiếu ý thức khi tham gia giao thông, góp phần làm ùn tắc giao thông thêm trầm trọng hơn.